Hello, xin chào bạn, nay mình sẽ chơi Magic Kingdom Tom 2 với lại thì Magic Kingdom Adventure 2. Ok. Cho mình con đi toilet luôn. Tắm thế rồi, tắm nhiều là bị ốm đấy. Tắm nhiều nhạt thịt á. Con luôn. Đó, dùng máy xay sinh tố để xay thức ăn thành hỗn hợp nước ăn. Bị giật. Một mũi tiêm. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye.